đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Choáng váng trước loạt thiết kế dự thi trang phục dân tộc cho Miss Grand Việt Nam 2022. Tiếp bước thành công sau Blue Angel của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Huyền Đăng Hội của Lona Kiều Loan, Lá Ngọc Cành Vàng của Nguyễn Lê Ngọc Thảo, ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022 quyết định sẽ tổ chức vòng thi quốc phục với quy mô lớn, hoành tráng để tạo sân chơi cho các nhà thiết kế cũng như các bạn trẻ có niềm đam mê với ngành thời trang. Phần thi này hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa từ các dân tộc, vùng miền trên khắp Việt Nam. Sau vòng khởi động, rất nhiều tác phẩm đã gửi về ban tổ chức. Mặc dù mới chỉ dừng lại ở bảng sketch, nhưng pha sắc đẹp đã rạo rực với sự chỉnh chu và tinh xảo. Có những ý tưởng vô cùng độc đáo ngay lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả như tắt đèn, bánh xèo và những thiết kế lấy cảm hứng từ miền Tây sông nước. Tắt đèn được lấy cảm hứng từ đèn dầu trong phong tục tín ngưỡng của người Việt xưa và nay. Dễ thấy khi chúng ta vào đình chùa, miếu mạo hay trên bàn thờ cúng tại gia đình đều bắt gặp sự tồn tại của đèn dầu. Nó được đặt trang trọng trên bàn thờ để giữ lửa và để lấy lửa thắp hương trong các kỳ cúng lễ hay dỗ chạp. Đoạn trường Vinh Hoa lấy ý tưởng từ nghệ thuật sân khấu hát hồ quảng. Bộ trang phục được đính kết tinh tế trên nền hoa văn tinh xảo, gam màu tươi mát, bắt mắt. Bộ trang phục như một lời thương cảm cho thân phận người nghệ sĩ khi bức màn nhung buông xuống, danh vọng tắt. Điệu lý Kiều Dừa có cảm hứng từ dừa nước, là quả dân dã gắn liền với tuổi thơ sông nước. Quả dừa nước ngọt ngào, dẻo dai từ bên trong, như những cô gái thức tha trong bộ áo bà ba đắm mình bên những hàng dừa nước mênh mông rộng lớn. Vũ khúc Thủy Đình lấy ý tưởng từ văn hóa múa rối nước, vừa xen lẫn những nét đẹp truyền thống với những đường nét kiến trúc sắc sảo, kết hợp với nó là sự phá cách hiện đại, tạo nên tổng thể vô cùng độc đáo nhưng lại rất tinh tế và mang nét đẹp truyền thống dân tộc. Bánh xèo, món ăn quen thuộc với mọi người Việt Nam, cùng với hình ảnh kỹ thuật chiên 10 chảo bánh xèo cùng lúc nhằm quảng bá du lịch cùng với món ăn ngon của Việt Nam cho bạn bè quốc tế. Bộ trang phục thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, nữ công gia chánh. Châm kim chỉ phiến có biểu tượng từ chiếc quạt sừng giấy gió châm kim, là nghề truyền thống 200 năm lịch sử từ làng Vác, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Mỗi chiếc quạt gợi lên ký ức tuổi thơ gần gũi người dân Việt. Đừng quên theo dõi tin tức showbiz để cập nhật nhiều thông tin mới nhất về Hoa hậu Á hậu Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.